À, đi quán mua đồ. Đi quán mua đồ. Mai mốt rồi nó kho. Bốn chục chia cái đó 60 hơn 100 ngàn ông ơi. Chụp cái thế này vậy chơi ba. Chị có mấy cái bịch này thôi. Mấy cái đi. Bịch nó nhỏ xíu. Mình rửa cái con nhiều quá ha. Thôi ăn cái thôi nè. Tiền đi. Lại sách đồ cho quậy kìa. Nó sách hai bịch dưới đó cho quậy. Với lại sách cho quậy con. Nó đúng rồi đó. Đi sách tới luôn. Cái này nó chụp hết cảnh này đẹp lắm. Cái này không có não được. Trái cây. Đi đây đi. Đi đâu rồi đi. Cưng ứng không? Giỏi chưa? Ủa, cô hai. Đi quán nha. Rồi, lên đi, lên đi. Cái gì vậy? Để đó hả? Nè, cầm cái này đi mẹ, đi nó xách cái cây cho. Đi chở đi đùi đi vậy. Từ từ nha, đứng lên trước đi con, đứng lên trước, đứng lên trước, đứng lên trước, đúng rồi. Em con như cầm cái này cho Út quay cho Út. Rồi, cầm đàng hoàng nha. Rồi, ngồi xuống luôn được không? Cầm hai tay con, chưa chưa? Quên nha. Đúng rồi đó. Chưa, từ từ đi đạp xe cái. Rồi lên lên đi. Cầm hai tay đi con. Rồi. Có chuyện nó dướng cái tay của con nó ngay chỗ cái đồ quay cái này nó cái tay con đỏ không? Để thao sao mà cà di đi trước thấy chưa? Thank you.
quại ngon chưa? Có. Ồ, món rồi, món rồi, xăng mày áo rồi nè. Ồ, không gì vậy, vậy đây tối. Tối từ từ để đó, cầm nó chỗ tôi coi. Lơ, đó, quá trời kìa. Trời ơi, trời ơi, hả? Vlog luôn á. Ủa, đẹp trai ơi. Ở trên đây có sao không ta?